Trong tín ngưỡng thờ thần của Việt Nam, trong các đình đền, miếu, luôn có những người phục dịch thần linh. Đặc biệt, việc tế lễ trong những dịp hội hè đình đám luôn được giao cho một số người uy tín coi sóc. Chúng ta hãy cùng điểm qua tên gọi và quy định của những người phụng sự thần thánh này nhé. Đầu tiên là thủ từ. Thủ từ là người trông giữ đình đền, miếu, am thờ. Người này được dân làng bầu ra, ở lại trông coi nơi thờ tự quanh năm. Thủ từ ngày đêm ở nơi thờ tự, trông coi đèn hương, giữ gìn tự khí, sái tảo trong ngoài cho sạch sẽ. Người thủ từ có thể coi như người bảo vệ trong nơi thờ tự. Thủ từ cũng có một số quy định nhất định nhằm đảm bảo sự thiêng liêng của công việc này. Người thủ từ phải chay tịnh, không được gần đàn bà ở nơi thờ tự. Có xã, người thủ từ được phép đem vợ con đến ở một căn nhà dựng lên trên đất thuộc về nơi thờ tự, nhưng ở bên cạnh hoặc khuất phía sau. Vì đảm nhiệm công việc thánh thần nên người thờ tự cũng được một số ưu đãi nhất định. Người thủ từ được trồng trọt, hưởng hoa lợi trên đất chung quanh nơi thờ tự. Người thủ từ cũng được làng cho miễn trừ xu thuế tạp dịch, được hưởng một phần lộc thánh. Những dịp tế lễ, hội hè đình đám là những ngày quan trọng nhất trong năm, thể hiện sự tôn kính của dân làng với thần thánh. Và vào những ngày này, dân làng sẽ chọn ra những người tổ chức việc lễ bái. Những người này gồm các quan viên, cai đám, người đứng đầu các quan viên và ông lền. Đây có thể coi là ban tổ chức đảm trách việc tế lễ. Người quan trọng nhất, chủ trì tế lễ là cai đám, trưởng ban tổ chức. Các ông lền đảm nhiệm việc mua sắm, thu chi, ban hậu cần. Cai đám là một vị khá quan trọng trong dân xã. Ông là vị chủ tế trong các buổi tế lễ, người trông coi hương đèn quanh năm và những việc liên quan đến phụng sự thần, nhất là việc thu chi. Đây là người được dân làng bầu lên. Ông cai đám này phải luôn có mặt tại nơi thờ tự, thậm chí ăn ngủ luôn tại nơi đây. Có nhiều làng tục lệ ngặt nghèo, trong khi đảm nhiệm chức vị cai đám, ông cai đám không được về ngủ nhà. Và trong thời gian này, nếu vợ ông thụ thai, dù là vợ cả hay vợ thứ, ông sẽ phải chịu vạ làng và mất chức cai đám. Vậy, dân làng dựa trên những tiêu chí nào để bầu cai đám? Trước hết, phải là người làng, tổ tiên đã ở đây ít nhất 3 đời. Thứ hai, phải là người lành mạnh, không tàn tật và cũng không quá bụa. Người có tang cũng không được. Không những khắt khe khi tuyển chọn, người làm cai đám phải tuân thủ rất nhiều luật lệ nghiêm khắc trong thời gian đảm nhiệm. Nhiệm kỳ của họ là trong một hoặc nhiều năm theo tục lệ làng. Suốt thời gian này, ông cai đám không được gần vợ, không được đi viếng đám ma và thăm người đẻ. Những việc bị coi là ô uế mà một người hầu hạ phụng sự thần linh nhất định phải tránh. Ngoài ra, do phải lo việc cúng tế thần nên ông không được cúng lễ tổ tiên nhà mình. Việc cúng tế này ông phải trao cho một người khác trong gia đình suốt nhiệm kỳ cai đám để có thể lo tròn việc sự thần. Nếu một người đang làm cai đám rủi có tang hoặc vì đau ốm trở nên tàn tật, người đó cũng bị mất chức và một ông quan viên khác sẽ thay thế. Nếu ví một lý do tang chế, ông cai đám bị mất chức khi mãn tang, ông sẽ được trở lại chức cũ. Ngoài ra, ông cai đám còn có các quan viên và các ông lền. Trong làng xã, đàn ông từ 18 tuổi trở lên chia làm nhiều hạng tùy theo tuổi và chức vụ đã được giữ trong làng, cũng có khi tùy theo tín nhiệm của dân làng giao phó. Các hạng có chỗ ngồi riêng tại đình làng và chia từng bàn. Trên cùng là các bàn thượng, chỗ ngồi của các bô lão đã từng khao thượng thọ. Bàn thượng tùy theo số bô lão, nhưng thường chỉ có một bàn gồm 4 cụ nhiều tuổi nhất trong xã. Đối với những xã to, có thể có được 2-3 bàn thượng, ít nhất phải từ 70 tuổi trở lên. Dưới bàn thượng là bàn nhất, chỗ ngồi của các quan viên. Quan viên là những người được dân làng cử ra để lo việc phụng thờ thần linh. Quan viên phải phụ trách cúng lễ, lễ bái trong những ngày ước vọng hay hội hè. Mọi việc trong làng liên quan đến cúng lễ phải do các quan viên bàn định. Ông cai đám hay đám đứng nhất làng có nhiều giáp, mỗi giáp cử một số quan viên nhất định.
Có khi tùy theo nhân số, có khi số quan viên phân chia đồng đều cho mỗi giáp, không kể giáp to, giáp nhỏ, giáp nhiều xuất đinh, giáp ít xuất đinh. Có thể mỗi giáp có một quan viên được tôn làm ông đám. Và trong trường hợp này, ông cai đám đứng đầu hàng các ông đám và quan viên được gọi là ông đám nhất. Như trên đã nói, các quan viên vì đã có nhiệm vụ lo việc sự thần nên được các quyền lợi trong dân xã cũng như các cụ trên bàn thượng. Số quan viên của mỗi xã thường là 12 người. Trong những buổi tế lễ, ông đám nhất giữ việc chủ tế, còn các ông đám khác và quan viên phải chia nhau các chức vụ bôi tế, xướng tế hay chấp sự, vân vân. Tại các tư gia, các thôn xóm, khi có tế lễ cũng thường phải nhờ tới các quan viên. Ông lền, dưới các quan viên là các ông lền, cũng do dân chúng các giáp bầu ra, thường mỗi làng có 6 ông lền, có nơi gọi các ông lền là các ông mãi biện. Nhiệm vụ của các ông lền là phải mua đồ lễ trong những ngày tiết ứng vọng, hội hè. Các ông phải trừ liệu hết mọi khoản liên quan tới cúng tế theo sự bàn định của các quan viên. Thường ông lền phải ứng tiền trước và có khi hết hội hè mới thu lại được tiền của dân làng đóng góp. Trong những ngày hội hè cúng lễ, các quan viên và lền bắt buộc phải có mặt tại đình. Nếu vì lý do đau ốm hay tang chế không tới đình được, người này phải nhờ các ông quan viên hoặc lền khác lo việc thay mình và phải trả một món lễ phí.